Rồi bắt đầu nha. Mà chúng ta sẽ học mà sâu hơn một chút nữa, làm việc với các cái clone và cả danh sách. Thế bây giờ hôm nay thầy nói thêm cho các bạn một chút nhé, là ở trong cái nhóm biến số này thì nó có cái khái niệm là list này, là dãy này, danh sách này. Cái này là cái chức năng nâng cao của Scratch và nó rất là hay. Thì thật thật nó nhanh cho các bạn nhé. Cái này là cái gì? Cái này là cái mà cho phép chúng ta tạo ra cái danh sách. Sách thì có thể là các cái dãy dãy số, dãy các cái tên, hoặc là dãy các cái thông số gì đó mà chúng ta dùng để chúng ta điều khiển các cái trình của chúng ta. Nó rất đa dạng. Cái này là cái phần rất là khó của Scratch. Thế là đối với học sinh tiểu học rất là khó. Nhưng chúng ta sẽ làm quen với các cái dãy này nhé. Thầy làm thầy thầy ví dụ như thầy tạo một cái dãy này. Đây 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 là cái lệnh tạo ra một cái dãy, bấm vào đây này. Bây giờ thầy đặt một cái tên cho nó này, dãy ví dụ như thầy đặt cái tên là là danh sách chẳng hạn, ví dụ thế nhé. Ví dụ hay thầy đặt tên là tên nhé, tên học sinh ví dụ thế nhé. Rồi thì nó ra ở đây cái chỗ chúng ta có thể nhập trực tiếp từng cái tên một học sinh vào đây. Thầy lấy ví dụ, tôi bấm đây, tôi bắt đầu nhập đây. Ví dụ người đầu tiên là Hà này, xong Enter này, xong là Hoa này, ví dụ thế nhé. Bình này, đấy, ví dụ như vậy. Nhập bao nhiêu cũng được tùy ý, được chưa? Thì cái tên này sau đó tôi có thể ẩn đi, mới ẩn đi. Rồi, thế thì bấm hiện ra. Thì cái sách thần nó là một dãy những cái tên. Ở đây là Bình chứ nhỉ? Bình. Em chào thầy. Nhé. Như này, như vậy là cái người số 1 tên là Hà, người cái tên số 1 là Hà, tên số 2 là Hoa, tên số 3 là Bình. Đó. Như vậy là danh sách là gồm những phần tử mà đánh số từ 1 trở đi, 1 2 3 4 5 6 7. Được chưa? Rồi. Thế thì khi mà có cái danh sách rồi thì chúng ta đây là tên nó lên ra đây này, giống như là các cái biến thôi, biến biến ở đây. Đây là danh sách nhé, đây là list này. Thì chúng ta có thể là tạo ra những lệnh này, các lệnh này, một lệnh này, hai lệnh này, ba ba lệnh này, bốn lệnh này, năm này, đó, rồi là sáu này, bảy này, tám này, đó. Rất nhiều lệnh nhé. Thế này có ý nghĩa gì? Để về thì nó nhanh cho các bạn xem nhé, để chúng ta sẽ để làm quen với nó, chúng ta sẽ dùng rất nhiều trong trong tương lai nhé. Thì đây là cái lệnh gì? Đây là cái lệnh là bổ sung một cái tên vào danh sách. Ví dụ nhé, thầy bảo thầy cho các bạn xem này. Đấy nhé. Bây giờ thầy muốn bổ sung thêm một người nữa thì có thể lập trình. Thầy Ơi. ơi, cái này tên học sinh là biến chủng hay biến riêng của thầy? Là gì? Ấy câu hỏi là cái bạn tên học sinh là biến riêng hay biến chung? À cái có thể là biến riêng, có thể là biến chung tùy ý. Nhưng mà đây tôi đang tạo đây là biến riêng. Thì là mà cái biến sách này cũng có thể tạo là biến chung hoặc biến riêng tùy mình. Được chưa? Nhưng mà đây tôi đang tạo dở đây là biến chung nhé. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi. Thì như vậy ở đây chúng ta có thể nhập trực tiếp vào dữ liệu, vào cái bảng, vào danh sách này, ở bấm bằng một cách bấm vào đây. Mà khi lập trình thì chúng ta không không làm như vậy, chúng ta phải lập trình chứ, chúng ta ẩn lại cho chúng ta đây. Ví dụ như việc thầy sẽ nạp thêm người nữa vào đây này, thầy bấm lên là chọn này. Ví dụ thầy nạp thêm một người tên là Vinh chẳng hạn. Đó, thì đây là cái lệnh là bổ sung người tên là Vinh vào tên học sinh. Thầy nhấn nút vào đây nhé. Nhấn vào đây nhé. Đấy. Như vậy đây là cái lệnh là bổ sung một cái tên vào trong danh sách. Còn đây là cái lệnh là xóa. Lại xóa. Vừa thấy xóa người tên là Hoa nhé. Hoa là số 2 này. Đấy thật thật double bấm số 2 này. Xóa này. Thấy không nào? Xóa người số 2 rồi. Đó. Vậy đây là lệnh bổ sung này, đây là lệnh xóa này. Còn đây là gì? Lệnh chèn một Thêm một từ vào phần tử thứ bao nhiêu đó, đúng đúng phần rồi. số thứ bao nhiêu. Đây là chèn một cái từ vào trước một cái ai một cái một thứ nào đó. Bây giờ thầy muốn chèn vào
trước cái số 3 nhé, và sau số 2 là tên chèn một người tên là Quang vào vị trí là trước số 3. Đây, trước số 3. Trước số 3 và sau số 2. Bấm đây này. Đấy, nó chèn vào trước số 3 và sau số 2, thấy không nào? Đó. Còn đây là cái lệnh là thay thế. Thay. Ví dụ thầy muốn thay cái tên Hà đi, thay tên Hà thành tên là thay tên Hà bằng tên là Thuận chẳng hạn. Đây thầy lệnh là replace 1 là số 1 của tên học sinh với đây với tên là Thuận chẳng hạn nhé. Thuận này, đó. Thầy nháy vào đây này. Đấy, thay. Đây là lệnh là thay thế. Còn đây là cái lệnh là lấy ra. Lấy cái thông tin ra, như thầy lấy lên số 2 chẳng hạn, thì bấm số 2 vào đây. Thế nó ra này. Đấy, bình như này. Đấy, đây lệnh này để lấy thông tin ra. Đây là lệnh là để lấy ra cái độ dài của dãy của danh sách. Bấm lên ra này. Đấy, số 4 nhá. Bấm danh sách này. Đấy. Còn đây là cái lệnh để kiểm tra xem cái sách này có chứa tên này không. Ví dụ thầy để đây là thầy đặt tên, đặt cái tên ví dụ như là hóa chẳng hạn, thì hỏi là tên học sinh có chứa hóa hay không. Thì đây là cái lệnh là nhọn, tức là nó chả phải là đúng hoặc sai. Bấm lên trên nó sẽ báo là sai này, nó báo là fonts đấy sai nhé. Còn đây là cái lệnh là kiểm tra xem cái tên là đứng ở số mấy. Như thầy bấm đây là thầy Vinh này, bấm Vinh thì nó sẽ ra đây là nó số 4 này, bấm lên ra này 4 này. Đó. Đấy, như vậy là đây là những cái lệnh mà rất quan trọng để làm việc với danh sách, có thể là dãy các cái tên hoặc là dãy các cái số, tùy từ trường hợp chúng ta dùng nhé. Cái này các bạn phải làm quen thì ta làm dần, ta sẽ làm quen dần và sẽ hiểu dần. Nhưng mà nôm na là với làm việc với list ấy, đây là cái ngôn từ Anh nó trong 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 Scratch gọi là list, thì làm việc với list thì nó có rất nhiều lệnh. Đó, đây này, đây ra đây này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 có 11 lệnh tất cả. Thì chúng ta làm quen dần chúng ta sẽ hiểu được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dựa trên cái này và chúng ta sẽ làm một cái bài tập sau đây. Bài tập như sau nhé. Đây, thầy làm thầy ví dụ nhé. Đây, bây giờ thầy đi làm một bài, bắt đầu chương trình mới này. Bây giờ thầy làm một chương trình là kiểm tra cái hiểu biết của bạn về động vật. Đây là cái làm cái bài chương trình học tập đấy nhé. Thì thầy làm như sau này. Bây giờ yêu cầu của cô, sau yêu cầu là thầy sẽ tạo ra nhân vật là đóng vai trò là cô giáo đi. Cô giáo sẽ đứng ở đây và sẽ hỏi. Ở giữa đây là con vật ở đây hiện ra đây nhé. Có thể là con mèo, con chó, con chuột. Và giáo viên sẽ hỏi là đây là con gì? Và chúng ta trả lời thế này. Tôi trả lời là con mèo. Thì giáo viên nói là đúng rồi. Còn chúng ta trả lời là con chó chẳng hạn. Thì giáo viên sẽ nói là sai rồi. Và chuyển sang con vật tiếp theo. Như vậy là chúng ta sẽ nhập sẵn cho máy tính là khoảng 10 con vật chẳng hạn. Với đầy đủ tên của nó. Và giáo viên sẽ ra cái lệnh là hỏi từng câu hỏi một, đây là con gì, được chưa? Nhưng mà đây là cái chương trình mà là ôn luyện học tập tìm hiểu động vật rất đơn giản thôi, nhưng mà nó sử dụng rất nhiều nó sử dụng khá nhiều các thông tin khác nhau mà chúng ta phải chú ý nhé. Rồi thì ở đây bây giờ thì ở bài 1 là chúng ta sẽ thậm chí là chưa cần dùng clone, dùng một nhân vật là con mèo thôi, chúng ta được làm được. Thì nhưng mà con mèo này sẽ đóng vai trò là hiển thị tên cái con vật mà giáo viên muốn hỏi học sinh, được chưa? Rồi thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ đổi tên nhân vật này là con vật. Chúng ta bấm đây chọn này, chúng ta đổi tên là con vật đi. Là con vật nhé. Nó sẽ không phải là một con mà là có nhiều con, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử như sau. Bây giờ các bạn vào con mèo này, con vật này, và chúng ta sẽ đây
và chúng ta sẽ nạp vào đây, xóa con thứ hai đi, và chúng ta sẽ xóa, và chúng ta sẽ xóa các con vật đi và bổ sung vào cho thành nhiều con. Để con thứ nhất nhé, thầy có để số 1 cũng được hoặc là để 1 cũng được, tên nó không quan trọng, tên sẽ nằm lưu ở chỗ khác nhé. Vật để con vật thứ nhất đấy nhé. Con vật thứ hai này thì bổ sung vào. Việc thầy sẽ bổ sung các trang phục, mỗi con vật là một trang phục. Con vật thứ hai đây, chọn con vật thứ hai, thầy chọn bao nhiêu cũng được. Các bạn cho vào càng nhiều thì nó càng tốt, được chưa? Đây, con thứ hai là con cánh cam. Con thứ ba đi, các bạn chọn cho thầy khoảng là 10 con. Con thứ ba đây là con gì? Con ong nhé. Con thứ tư các bạn cho vào đây cho thầy, đây là 10 con cua. Con thứ năm đi, tìm bằng con gì đây? Con chó đây, bằng con chó nhé. Con năm là con chó. Con thứ ba, con thứ ta cứ tùy mà chọn gì cũng được, không quan trọng nhé. Con voi. Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. Chúng ta tìm thành cho 10 con cho nó hay đi. Không, nó ít quá thì nó không hay. Thì cái con vật này chính là các cái nguồn thông tin, hay người ta gọi là cái bộ dữ liệu đầu vào của chương trình. Nó giúp chúng ta là đưa dữ liệu đầu vào để thành một cái bài, thành một cái chương trình để tìm hiểu động vật. Các bạn thấy không nào? Như vậy là khi làm chương trình động vật ấy, là chúng ta phải có những hình ảnh con vật đóng vai trò là những cái đầu vào hay là cái dữ liệu. Như vậy con cá này là 7 nhé. Chúng ta làm thêm cho các bạn, thêm cho thầy thành 10 con đi nhé. Đây là con hươu cao cổ hộ. Thế nào cũng được 8 rồi đúng không? Bây giờ 9 này. Trong dưới này đi. Ngựa. Con ngựa 9 con rồi, thêm con nữa đi. Các bạn cho thêm được nhé. Có thể là 10 con, có thể là 20 con tùy. Bao nhiêu cũng được, nhưng mà tối thiểu là 10 cho đẹp đi. Cho con số đẹp. À, con ngựa rồi đúng không? Ở đây, con sư tử. Rồi, như vậy là có 10 con tất cả nhé. Tất nhiên để điều khiển thần kinh của nó thì chúng ta sẽ không để ở đây. Và chúng ta sẽ tạo một cái danh sách tên con vật và chúng ta nhập đủ tên theo đúng từ này. Đang chưa chọn kịp thầy. Cái là đi, các bạn cứ làm đi thoải mái nhé. Các bạn chọn cho thầy là đủ là 10 con là tối thiểu theo một thứ tự tùy ý, được chưa? Không cần phải giống thầy đâu, mà khác thầy cũng được, miễn là có đủ 10 con vật. Và đây là cái bộ dữ liệu mà giáo viên này sẽ hỏi là đây là con gì. Giáo viên sẽ tạo ra cái hình ảnh trên màn hình là con gì, và chúng ta phải trả lời đúng thì giáo viên nói đúng rồi và được cộng thành một điểm, trả lời sai thì là không điểm, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Đây bây giờ chúng ta sẽ vào code và chúng ta tạo một cái danh sách đặt tên là con vật. Đây chúng ta bấm tạo một cái list nhé. Tạo một cái list là chung tên là danh sách con vật, được chưa? Đấy. Thế đây là cái này nó mang nghĩa là dữ liệu đầu vào của chúng ta. Rồi chúng ta bấm vào đây. Rồi và bây giờ các bạn sẽ nhập tay vào đây, nhập tay cho đủ 10 con vật theo đúng thứ tự mà ở trong này nó có. Đây này, đúng thứ này nhé. Thế này, một là mèo này, hai là cánh cam này, ba là gì này, ong này. Chúng ta phải làm đúng này nhé. Thì chúng ta nhập tên con vật, không nhập chữ con, nhập tên nhé. Đây này, mà chúng ta nhập mà có thể nhập mà viết hoa viết thượng được, ta nhập viết thượng được, viết hoa được không quan trọng. Rồi chúng ta viết là mèo này, vậy là con một là con mèo nhé. Enter. Con thứ hai là cánh cam. Chúng ta có chính xác đúng từng chữ một nhé. Vì chúng ta mà có sai thì lát nữa giáo viên sẽ không kiểm tra được. Hai là cánh cam. Con thứ ba là ong, chúng ta viết là ong thôi. Ong. Con thứ tư là cua, chúng ta dùng là con cua. Con thứ năm là gì? Là chó, chúng ta gọi chữ chó. Con thứ sáu ở đây. Các bạn phải có thật chính xác nhé.
thật cẩn thận và chính xác. Con thứ sáu là con gì? Là con voi, chúng ta, là con chó. Con chó rồi, thứ con sáu là con voi, chúng ta gọi chữ voi. Con thứ bảy là con cá, chúng ta gọi chữ cá. Con thứ tám là con hươu cao cổ, chúng ta gọi chính xác chữ hươu nhé. Thế nào nhỉ? Hươu, hươu cao cổ, được chưa? Con số 9 là con gì? Là con ngựa, chúng ta gọi ngựa. Ngựa. Và con số 10 là con sư tử. Sư tử nhé. Đó. Như vậy chúng ta là vừa nhập đúng là đúng tên 10 con theo đúng danh sách ở bên này. Chúng ta phải có chính xác, không được gọi sai. Được chưa? Không được gọi sai. Được rồi. Các bạn xong chưa? Chưa. Ừ, thế gõ đi, cứ gõ đi, xong rồi thì nhắc thầy, giờ chúng ta sẽ dựa trên cái bộ dữ liệu đầu vào này, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta làm trình đơn giản trước, trình một trình đơn giản trước. Chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ đó và tạo ra một cái bài kiểm tra, một cái chương trình học tập, như là một trình ôn tập kiến thức hay làm trò chơi cũng được, là giáo viên sẽ xuất hiện và hỏi học sinh từng con một theo một thứ tự là ngẫu nhiên. Học sinh sẽ phải trả lời chính xác đây là con gì. Khi trả lời xong, giáo viên nói là đúng, còn học sinh mà trả lời sai, giáo viên nói là sai rồi, và cứ như vậy liên tục nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm nào. Được, các bạn ẩn cái này đi. Em cứ làm kịp thầy. Được, cứ làm đi. Được, các bạn cứ làm cho thầy đậm giúp được nhé. Chúng ta làm chúng ta làm chính xác nhé. Đây, đúng tên của nó, đúng tên theo thứ tự, không được sai, mà có tiếng Việt thật chính xác nhé. Theo xong thì nói nhé. Em xong rồi. Ừ. Xong chưa? Dạ thưa thầy. Xong chưa? Thưa thầy. Các bạn cũng vậy, không cần làm 10 con, có thể các bạn phải nhập 8 con cũng được, 7 con cũng được, không quan trọng mà. Không quan trọng là bao nhiêu con nhé.
chúng ta có thể làm hơn được, ít hơn được. Vấn đề là giáo viên phải có con vật, giáo viên mới tạo ra để mà hỏi học sinh được. Đó, thì cái bài tập của chúng ta là như vậy. Thì cái bộ hình ảnh mà ta vừa mới nhập vào cho con vật này, nó đóng vai trò, đóng vai trò là cái bộ dữ liệu đầu vào. Còn cái tên này người ta nhập này là chính là bộ dữ liệu. Bộ dữ liệu nó có hai dữ liệu, một là dữ liệu hình ảnh, hai là dữ liệu bằng chữ. Thầy ơi. Ơi. Thầy ơi, em để cái danh sách bé được không? Bé cái gì cơ? Không hiểu lắm. Con, em để cái danh sách ngơ bé xíu xong ngơ cho vào một góc ấy. Cũng được, nhưng mà không không nên khi mà chạy chương trình người ta phải ẩn đi thì mới hay. Không không nên để ẩn đi nhá. Ẩn đi này. Để đây là nhập bắt đầu thôi, chúng ta ẩn đi. Đấy, ẩn đi nó mới hay, mới thế này nó mới nhìn mới hay chứ. Được chưa? Vâng. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lập trình này. Đây là giáo viên nhá. Giáo viên đây, giáo viên. Đây là giáo viên nhá. Được rồi. Bây giờ như sau này. Khi bắt đầu chơi đấy, khi bắt đầu chơi thì chúng ta cho cái con vật này nó ẩn đi. Giáo viên mới thông báo là các em chuẩn bị làm bài kiểm tra hay là làm bài cần chuẩn bị mà ôn tập kiến thức về động vật. Được chưa? Như vậy sau đó chúng ta mới bắt đầu chơi. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chơi nhé. Mà chúng ta bắt đầu vào chương trình nhé. Chúng ta vào đây cho lập trình cho giáo viên trước này. Đây. Và chúng ta thông báo cho học sinh đây, chúng mình thông báo nhé. Thông báo là các bạn hay là các em cũng được ra lập trình, các em chuẩn bị bài học về các con vật. Đó. Như vậy đây là một cái lệnh phụ để chuẩn bị thôi nhé. Một con vật này khi chúng ta ẩn đi. Đây chỉ đơn giản trước thôi. Bắt đầu vào chơi thì chúng ta cho con vật này di chuyển về điểm 0,0 ở giữa màn hình cho nó đẹp nhé. 0 này. Đấy, ở giữa đây cho đẹp nhé. Và chúng ta ẩn đi. Đây, chúng ta vào lệnh này chúng ta ẩn đi. Như vậy ban đầu tiên là bắt đầu chơi thì là chỉ như thế này thôi. Đấy, con vật thì ẩn đi. Giáo viên nói như thế này, ta chạy thử nhé. Đó. Các em chuẩn bị các bài học. Đây, chạy thử nhé. Bài học chúng ta có con vật. Được chưa? Khi mà giáo viên mà bắt đầu, giáo viên mà hỏi xong, thì giáo viên bắt đầu hỏi. Được chưa? Hỏi thì hỏi những câu hỏi như thế nào? Hỏi đây là con gì? Hỏi bao nhiêu câu? Là tùy chúng ta lựa chọn. Chúng ta có thể đặt phương án là giáo viên hỏi liên tục, bay mãi mãi. Nhưng có thể cho đặt điều kiện giáo viên hỏi 5 câu thôi cũng được. Vì thầy làm bài tập chương trình 1 nhé, là giáo viên sẽ hỏi 5 câu thôi. 5 câu cho ngắn, thêm trình ngắn nhé. Thì mỗi câu như vậy, giáo viên sẽ ra một cái lệnh hỏi là đây là con gì. Được rồi, chúng ta bắt đầu này. Ở đây nhé, giáo viên sẽ lặp lại là 5 lần để thực hiện một cái bài kiểm tra là hỏi 5 lần đây là con gì. Được chưa? Đó. Thế cái làm như sau này. Thì mỗi con vật đó, giáo viên sẽ phải chọn một con vật ngẫu nhiên ở trong danh sách của chúng ta. Được chưa? Và giáo viên để chọn ngẫu nhiên, giáo viên phải có một cái biến để mô tả cái số lượng con vật đó. Đây. Bây giờ giáo viên sẽ phải có một cái biến để mô tả cái ID hay là cái số lượng con vật nhá. Bây giờ chúng ta vào variable của chúng ta tạo cái biến mới. Đây là cái biến nhớ chung nhé. Đây, đặt tên nó là STT đi, là cái số thứ tự của con vật mà giáo viên muốn kiểm tra học sinh. Đó. Được chưa? Thì cái này chúng ta phải ẩn đi, cái này chúng ta không ẩn được. Được chưa? Rồi. Thì khi bắt đầu chơi này, khi bắt đầu lọc nhá, giáo viên sẽ gán. Sao? Thế cái biến STT chỉ trong mỗi giáo viên thôi à? ST là không, ST là cái biến chung, chứ không phải là biến riêng nhé. Vâng.
Hôm nay chúng ta cái bài này, cái bài bài một một này là không dùng gì đến clone, tức là bản sao đấy, cho nên là không có cái biến riêng đâu, tất cả là biến nhớ là chung hết nhé. Chúng ta chú ý nhé, cái biến là chung hết, không không sẽ không có không có biến riêng. Bây giờ mà chúng ta chú ý này, giáo viên sẽ là cái người mà ra câu hỏi, ra câu hỏi, và câu hỏi đó sẽ được phụ thuộc vào cái số tự st này. Và ở đây giáo viên sẽ đây, giáo viên sẽ chọn một con vật là ngẫu nhiên. Đấy, các bạn chú ý cái chỗ này là chứ không phải chọn lần lượt từ 1 đến 2 mà chọn ngẫu nhiên nhé. Thì chúng ta giáo viên sẽ đặt đây, giáo viên sẽ đặt là set là đặt cái st là bao nhiêu, là bằng ngẫu nhiên. Đây, chọn cái operator là chọn ngẫu nhiên này, chọn ngẫu nhiên từ 1 đến gì, đến cái độ dài của cái dãy của chúng ta, con vật không phải là 10 nhé, vì dãy chúng ta có thể là nhiều hơn, không nhiều, nhiều có thể là nhiều hơn 10, có thể chúng ta nhập là 10 15 con hay là 15 hay là 12 con, chúng ta có thể nhập thêm được mà. Thì như vậy là chọn STT là STT là ngẫu nhiên từ 1 đến gì, đến cái độ dài của dãy. Chúng ta phải vào đây, vào đây và chúng ta chọn cái thao tác ở đây này, chọn cái lệnh là gì, lệnh là length. Đây, length đây là cái độ dài của dãy này đó, chúng ta để vào đây. Thì đây là gì, lệnh là chọn STT làm cái số ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của dãy này. Suy ra là STT là chọn một con vật ngẫu nhiên có số thứ tự là STT. Đấy, các bạn, các cháu đã hiểu chưa? Chỗ này là chỗ rất là đặc biệt, chỗ này là chỗ quan trọng này. Thế đây, cái chương trình chúng ta nó mới hay ở chỗ này. Đó. Khi mà giáo viên đã đặt như vậy rồi, giáo viên sẽ hỏi là đây là con gì? Và giáo viên sẽ chờ người dùng phải trả lời. Và giáo viên thông báo để con vật nó hiện ra đúng theo tự của nó. Đây. Đây, chúng ta chú ý. Khi mà chọn được rồi nhé, thì giáo viên sẽ ra lệnh để cho, và đây giáo viên sẽ gửi một thông điệp cho con vật. Giáo viên sẽ gửi đây, vào đây. Chúng ta sẽ vào công lệnh là broadcast. Đây, gửi một thông điệp là cho con vật là hãy hiện đi. Hiện. Hiện đi. Để thông báo thôi. Yêu cầu con vật là hiện ra. Hiện ra. Đấy, được chưa? Broadcast là hiện đi. Khi đó giáo viên sẽ hỏi, đây, lúc mình hỏi thì học trả lời, chúng ta bằng cái sinh này, đây chúng ta chọn cái này này. Giáo viên sẽ hỏi là đây là con gì, đây là con gì, và học sinh sẽ phải trả lời ngay trên màn hình, được chưa? Và giáo viên cứ đợi ở đây. Đấy, như vậy đây chúng ta lập trình cho giáo viên nhé. Chạy thử đây tay ngay nhé, chạy thử nhé. Hỏi con vật nhé, đây là con gì, thấy không nào? Và đây hiện ra cái chỗ đây để chúng ta nhập vào. Và giáo viên là chờ để học sinh nhập vào. Học sinh nhập vào thì giáo viên sẽ kiểm tra là đúng hay sai. Nhưng vấn đề là gì, vấn đề là giáo viên sẽ gửi thông điệp là hiện đi ở đây này, thì giáo viên khi hỏi ở đây thì hiện trên đây sẽ hiện ra con vật đó, mà chúng ta phải nhìn con vật để chúng ta trả lời, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta xử lý con vật nhé. Này, khi nhận thông điệp là hiện đi thì con vật sẽ phải hiện ra và chuyển cái trang phục về STT theo đúng số tự của nó. Đây, chúng ta bấm vào đây. Đây, khi mà con vật nhận thông điệp là hiện đi, đây, được chưa, thì con vật sẽ làm gì? Con vật nó sẽ lúc gì nó mới hiện ra, đây, nó mới show. Nhưng mà quan trọng là gì? Quan trọng là nó phải hiển thị đúng con vật mà giáo viên đang muốn hỏi, nó là ngẫu nhiên mà, theo đúng cái gì, theo đúng cái này này, theo đúng cái STT này đó, thì cái biến này là quan trọng, được chưa? Rồi, đây, con vật sẽ dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh là, đây, dùng cái lệnh là switch custom to, to cái gì, to cái STT, chúng ta sẽ đưa cái STT vào, hay thật là rất hay cho nó. Chúng ta phải đưa này vào đây này. Đó. Tức là cái chức năng này cho phép là chuyển trang phục
đến một số thứ tự bất kỳ từ một cho đến gì, từ một cho đến độ dài của dãy. Đây, đó, được chưa? Rồi bây giờ ta sẽ cho cái này vào đây. Đấy. Được chưa? Chơi thử nhé. Nó sẽ là một con vật ngẫu nhiên chứ không phải là con vật từ đầu là con mèo. Bấm vào đây, bắt đầu này. Đấy, hiện con vật nguyên chưa? Và chúng ta sẽ phải trả lời con cá chẳng hạn, chúng ta trả lời là con cá. Con cá, được chưa? Hoặc là con cũng được, hoặc là cá cũng được. Đấy. Được rồi, thế bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta lập trình cho giáo viên này. Đây này. Khi học sinh trả lời nhé, thì từ đây thì kết quả là thầy ơi, sao? Thầy, em của em cái phần con vật em không thấy số thứ tự thầy ạ. Mình phải tạo ra chứ. Em tạo ra số nhưng mà nó không có. Không có ở đâu? Các bạn nhớ là cái số tự này là phải là biến chung nhá, là biến riêng thì con vật không nhìn thấy cái biến đó. Bên đây là về biến chung để giáo viên cũng thấy mà con vật cũng thấy, hiểu không nào? Nếu mà các cháu mà không nhìn thấy chứng tỏ là các cháu đã tạo nhầm cái biến STT là biến riêng là không đúng, phải là biến chung. Đấy, nãy mới nói thầy nói rồi là phải là biến chung nhá, được chưa? Rồi thế bây giờ đây chúng ta sẽ lập trình cho giáo viên này. Khi mà giáo viên khi học sinh hỏi nhé, khi học sinh hỏi thì giáo viên sẽ phải kiểm tra. Giáo viên phải đặt một cái thông tin ở đây để chúng ta kiểm tra học sinh, tức là học sinh sẽ nhập vào, sẽ đưa thông tin vào cái biến là biến gì, là cái biến là answer. Đấy. Thì bây giờ giáo viên mới tạo một cái biến để lưu lại để cho khỏi quên. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái biến để cho vào variable, chúng ta tạo cái biến thứ hai. Cái này là biến name chẳng hạn. Và các bạn là những là biến chung nhá, biến chung không phải biến riêng. Biến là cái biến chung. Rồi. Biến chung. Và khi mà đây này, chúng ta sẽ đặt tên như sao? Chúng ta gọi cái này là name đi, name, và chúng ta gắn cái này vào. Coi như là học sinh sẽ trả lời vào cái biến answer và giáo viên sẽ lưu cái biến answer đó vào cái biến name. Mà giáo viên sẽ xử lý cái name đó. Được chưa? Đây. Giáo viên sẽ kiểm tra như thế này. Giáo viên sẽ dùng lệnh là if. Này, dùng lệnh này để kiểm tra này. Nếu trả lời đúng ấy, thì thông báo là đúng, trả lời sai thì thông báo sai. Và lại mà sau đó lại sau đó thì chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo nhé. Đây đơn vị đơn này nó lặp là 5 lần mà. Giáo viên sẽ hỏi làm 5 lần. Được chưa? Đây nhá. Chú ý nhá. Chúng ta bắt đầu khó này. Đây. Thì kiểm tra thì cái học sinh có thể trả lời là cá hoặc là con cá cũng được nhá. Thì chúng ta phải trả lời như sau. Nếu này, đây, nếu này. Chúng ta chọn dấu bằng. Nếu nhá. Nếu mà cái name này, nếu cái name này mà trùng với cái tên ở trong danh sách số tự này, đấy, thì chúng ta phải lấy cái này ra này, chúng ta phải lấy cái này ra nhé, đây, lấy cái phần tử thứ STT của con vật ra, đây, chúng ta lấy cái này, chúng ta lấy cái phần tử ra này, đấy, cho đưa vào đây nhé, nếu mà name trùng với số tự con vật này. Đấy. Thì thông báo đúng. Đây, chúng ta tạo phải điều ở đây nhé. Nếu nhé, thì thông báo là đúng rồi. Đây, thì thông báo là đúng rồi. Và chờ trong 2 giây đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn nếu không thì thông báo là sai rồi. Sai rồi. Sai rồi. Chờ trong 2 giây. Sau 2 giây thì là sẽ quay lại sang câu hỏi tiếp theo. Cứ như vậy lặp đi lặp lại là 5 lần. Đấy, chúng ta làm thử nhé. Chúng ta làm thử bước 1 này nhé. Tức là đâu? Đây, chúng ta thử này. Bắt đầu nhé. Chúng ta gọi là sư tử.
sư tử. Đúng rồi. Sang câu hỏi số 2. Con cua, chúng ta gọi là con cua. Mày bảo là sai. Bởi vì sao là sai? Vì là sai là vì sao? Vì vì chúng ta trong máy tính nó lưu là cua chứ không phải là con cua, mà tao có bảo cua mới đúng cơ. Đúng rồi nhá. Đó. Ong, tôi gọi là ong. Ong. Đúng rồi. Rồi, nó lặp lại. Cua. Đúng rồi. 5 lần kết thúc. Đúng không nào? Đấy, thì đây là cái cách làm nhé. Bây giờ thầy muốn cho chính xác hơn này. Tức là khi mà trong của chúng ta trong cái dãy mà tên ấy thì nó chỉ có tên là, để cho chúng ta xem nhé, trong dãy tên của chúng ta nó chỉ có gì, nó chỉ có tên là gì, tên là mèo, cánh cam, ong, cua, chó thôi. Việc chúng ta muốn là học sinh mà gõ là chó cũng đúng, gõ là con chó cũng đúng, làm thế nào? Đây, chúng ta sẽ xử lý một chút, xử lý một chút cho nó hay hơn nhé. Đây, chuyện này các bạn hay khó một tí này. Đây, ta xử lý chỗ này. Bây giờ, giả sử tên bằng cái này cũng đúng rồi, hoặc là như thế này. Hoặc là, đây, chúng ta vào đây, cho thêm cái đuổi thứ hai nữa. Đây, hoặc là, nhớ, hoặc là tên, name, bằng, chúng ta nối có tí, đúng lại này, nối cái này này, nối là con, cách đổi cách ra, như vậy là người dùng có thể gõ là chó hoặc là con chó cũng được, cũng đúng, người dùng gõ là cua, con cua cũng được, đó, thì hai này đúng cả, chứ chưa chúng ta có một cái là o, đây là o. Hoặc cái này, hoặc cái kia. Đây. Hoặc cái này. Đây, tôi để đây hơi dài một tí nhé. Đây. Hoặc cái này. Hoặc cái này. Đấy, cái này nó dài đi. Đấy, thấy không nào? Hơi dài một tí nhé. Tôi đưa vào đây này. Đấy. Thì bây giờ nó mới đúng đấy. Thầy ơi. Thầy để dừng lại một tí cho em xem không? Đấy, em sẽ xem đi các bạn xem thoải mái đi nhé. Đấy, xem đi nào. Thì đây mới là cái đáp án đúng. Như vậy là hoặc là cái tên mà người dùng cho vào, hoặc là bằng đúng con vật, như là gõ là cua, là chó, là mèo, hoặc là người dùng gõ là gì, là con, mèo, con, cua cũng đúng hết. Đấy, thì được nhé. Mà làm như vậy đúng 5 lần. Được chưa? Và khi xong thì nó theo luôn, giáo viên thông báo là chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra. Giáo viên sẽ dùng lệnh này, giáo viên dùng cái lệnh này đây, cho vào đây, cho cùng kết thúc này. Đây, giáo viên sẽ viết ở đây là gì, thông báo cho học sinh là chúc mừng em đã hoàn thành bài học đó. Và trước khi đó thì giáo viên có thể ra một lệnh để cho con vật nó ẩn đi, không cần hiện nữa. Giáo viên ở đây, giáo viên thông cho một cái thông điệp là kết thúc. Ở đây, thông điệp là kết thúc. Kết thúc để cho con vật nó ẩn đi. Đấy, đưa lên đây này, đưa lên trên này này. Đó, kết thúc nhá. Kết thúc thì học con vật sẽ ẩn đi. Và giáo viên thông báo là chúc mừng em đã hoàn thành bài học. Nhưng mà chúng ta vừa hoàn thành cái bản đầu tiên của ngày hôm nay nhé.
Để chúng ta nước đâu đây con vật nhé, đây là con vật khi mà người dùng, khi mà kết thúc đây, kết thúc thì con vật sẽ ẩn đi. Đó. Con vật đây nhá. Người đây này. Đấy. Nếu các bạn nhầm đi các bạn làm đúng không nào? Khi bắt đầu chơi thì con vật là ẩn đi. Giáo viên nói một câu ngắn, sau đó là cả lớp làm bài là có 5 bài kiểm tra, 5 câu hỏi. Được hỏi một câu là đây là con gì? Và cái câu hỏi này nó lại hiện ra là ngẫu nhiên chứ không phải là thứ tự theo đúng thứ tự. Là nó sẽ là rất là ngẫu nhiên, rất là hay, nó là ngẫu nhiên nhé. Chúng ta nhập vào đi nhé, xong thử làm có đúng không nhá. Em đúng rồi thầy ơi. Đúng chưa? Em đúng rồi. Xem lại có con vật thầy. Xem con vật à? Dạ. Vật gì này? Em cảm ơn thầy. Ừ. Đó. À, chúng ta ghi lại nhé. Chúng ta ghi vào cái, chúng ta sẽ đưa lên mạng ngay. Hôm nay là buổi số 5. Buổi số 5 là tìm hiểu động vật. Thầy ạ. Một. Cháu phải giáo viên hỏi văn cừ. Đấy. Cháu là có nương, cháu hiếm có nhưng vật khác. Bạn này các bạn có thể về nhà các con, bạn này chúng ta có thể mở rộng rất là nhiều. Ví dụ chúng ta mở rộng gì? Mở rộng ra là cho điểm, tức là làm đúng thì được 1 điểm hay là được 2 điểm, làm sai thì 0 điểm. Như vậy làm cả đúng cả 5 bài thì được 5 điểm, thì được 10 điểm, ví dụ như vậy. Đó là một mở rộng nhé. Mở rộng thứ hai là cho thêm cả những câu nói cho nó hay, như là cô giáo nói là đúng rồi, hay quá, em giỏi quá. Sai rồi thì lần viết lần nói là em sai mất rồi, thì làm cho cái chương trình nó rất là sinh động, được chưa? Đó, ví dụ như vậy. Ví dụ nhất thầy làm luôn này, thầy chỉ thu âm cái câu nói của giáo viên là em giỏi quá, em sai rồi nhé, đây thì nó sẽ rất hay. Đây bây giờ thầy thu âm nhé, thu âm đây, em giỏi quá. Đó, đồng cái hình như này nhé. Chúng ta sẽ copy vào đây và chúng ta xóa cái kia đi. Em giỏi quá. Đấy, chúng ta ghi vào đây. Nhưng mà chỗ này là giỏi này. Giỏi này. Sau đó chúng ta làm cái âm thanh thứ hai là sai rồi nhé. Sai mất rồi. Sai mất rồi. Đấy, đặt tên đây là sai nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cho thêm một code đây cho nó hay nhé. Đây này, chỗ này này, chúng ta sẽ đưa cái này vào đây. Âm thanh ra rồi, đây chúng ta chọn cái start sound này nhé. Chọn này là đúng này, giỏi này, chúng ta đưa vào đây. Đưa vào trước đây này. Đó. Và cái thứ hai là sai, chúng ta đưa vào đây. Nào chúng ta thử xem nó có ra đúng như thế không nhé. Đây này, chạy thử nhé. Bắt đầu này. Đây tôi gọi là viết là con gà này. Sai mất rồi. Đấy. Con voi này. Em giỏi quá. Đúng rồi nhé. À, con ong này. Con ong này. Em giỏi quá. Đấy.
con cua. Em giỏi quá. Đó. Con cá. Em giỏi quá. Và kết thúc, giáo viên nói là chúc mừng em đã hoàn thành và con vật bị biến mất. Đó. Đấy, bây giờ chúng ta vừa làm bài này nhé, chúng ta ghi lại cái bài này và chúng ta sẽ gọi là tìm hiểu động vật 1. Sau đó thì các bạn sẽ đưa lên trang nhóm của chúng ta. Vậy chúng ta vừa hoàn thành xong cái bài đầu tiên của ngày hôm nay nhé. Các bạn đã hiểu chưa nhé? Như vậy là cái bài rất đơn giản thôi, nhưng mà nó kết hợp giữa hôm nay học khái niệm về học cái khái niệm là list, nó liên quan đến dữ liệu đầu vào như thế nào. Đây là một bài rất rất điển hình, mặc dù rất đơn giản. Nhưng mà chậu lắm, mình cứ bị sai. Bị sai à? Sai như nào? Kết hợp với con với lớp STT của chính sách con vật rồi vật cứ sai. Thế à? Vô lý nhỉ? Sai nó sai như nào? Kiểm tra lại xem nào. Thầy ơi. Thầy ơi. Ơi. Đây, có bài học là gì thầy? Cái gì cơ? Bài này tên là tìm hiểu động vật. Dạ. Tìm hiểu động vật nhá. Các bạn có thể đưa lên nhóm ở trên. Dạ. Tìm hiểu động vật. Dạ, em có thầy. Dạ, em có thầy. Ừ. Thế em bắt lên rồi ạ. Ừ, ok, tốt. Thầy ơi, thầy cho em xem cái phần con vật nữa. Con vật đây. Xong chưa thì chúng ta chuyển sang bài số 2 nhé. Các bạn xong được cái bài số 1 này thì chuyển sang bài số 2. Bài số 2. Em chưa xong. Ừ. Thế được, đợi một tí cho xong rồi cũng nên chuyển sang bài số 2. Em bóp lên được thầy ơi. Ok, tốt. Khi nào các bạn chạy là xong rồi, ngon lành rồi thì chúng ta sẽ đưa lên. Đưa lên nhóm nhé. Chưa lao được tại vì cái nào vẫn cứ sai. Thế à? Thế à nhỉ? Đã thêm con với là STT của con, của chính sách con vật rơi vật của sải. À, chúng ta chú ý cái chữ con này là phải có dấu cách nhá. Có dấu cách ra thì mới đúng này. Con dấu cách ra xem cộng cái này mới đúng. Các bạn đừng biết chữ con không thôi là không đủ. Con dấu cách. Yeah. Nhá, thì mới đúng. Nó phải ghép như vậy thì mới đúng. Chúng ta không bao giờ gõ chữ liền chữ con cá liền nha. Chúng ta gõ chữ con dấu cách chữ con cá. Đấy. Các bạn sửa đi. Quá tốt, thêm điểm vào thì có thể là rất tốt nhé. Em làm được thầy ơi. Ừ. Mỗi lần đúng một câu thì được cộng thêm 2 điểm. Nếu không làm đúng cái đấy thì chưa được điểm nào. Đúng rồi. Được điểm nào. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta có thể mở rộng theo rất nhiều cách khác nhau nhé. Được chưa? À, bây giờ chúng ta sẽ mở rộng như thế này. Phần mở rộng này là khó, rất đơn giản nhưng mà lại khó rất nhiều lần. Chúng ta chú ý quan sát mình thấy đó nhé. Cái bài này này là chúng ta ở đây này,
chúng ta luôn chọn là sẽ lặp lại 5 lần và chọn STT là ngẫu nhiên lấy từ 1 cho đến gì? 1 cho đến 10 con ở đây. Vì lấy ngẫu nhiên cho nên nó có thể nó trùng lặp. Cho chúng ta thấy là khi chúng ta làm bài kiểm tra có thể có hai con là giống nhau. Đầu tiên nó hỏi con là con gì thì ra con cua, xong về nửa chừng lại có con cua nữa hiện ra. Đấy, thì chỗ này nó không bảo đảm rằng là chúng ta hỏi hai con thì nó khác nhau. Đó. Hiểu không nào? Như vậy cái bài 1 này là cái lời giải của nó đúng nhưng mà nó chưa thật hay. Vì là có thể có hai con vật mà giáo viên hỏi lại trùng với nhau. Do chúng ta lấy cái này là lấy ngẫu nhiên. Đó. Thế bây giờ làm cách nào để chúng ta có thể tạo ra một cái danh sách mà gồm có 5 con mà nó lại khác nhau từng đôi một, mà nó lại là ngẫu nhiên ở trong toàn bộ danh sách 10 con vật đó? Khó không nào? Khó, cái phần này là rất là khó luôn. Nhưng mà thôi không được, hôm nay thôi cho các em biết được cái bài đó. Tức là chúng ta làm như sau. Chúng ta cần có bài tập như sau là cho trước một danh sách n bất kỳ, n số bất kỳ, và chúng ta cần lấy ra k số trong n số đó, k số này là phải là khác nhau từng đôi một mà là phải là ngẫu nhiên ở trong n cái số đó. Đấy, đây là cái bài toán thuần túy thôi nhưng rất là khó. Và khi chúng ta có được cái đó rồi thì ở đây chúng ta sẽ sửa lại như sau, là giáo viên sẽ lấy ra là năm cái tên con vật đó, mà lấy ra 5 con mà là ngẫu nhiên nhưng mà là phải khác nhau từng đôi một kia ở trong số là 10 con đó. Như vậy là chúng ta sẽ phải tạo ra thêm các cái biến nhớ để chúng ta tạo ra là 5 cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 10. Thì con vật của chúng ta là đây số từ 1 đến 10 mà cần lấy ra là 5 số ngẫu nhiên từ 1 đến 10. Đó, làm như thế nào? Đó, thế bây giờ chúng ta sửa nhé. Các bạn cứ giữ nguyên cái chương trình này và thầy sẽ sửa cho các bạn xem làm sao cho nó để nó được, hoặc thậm chí các bạn có thể xóa đi hết được, các bạn xóa đi cũng không sao cả nhé. Là đây chúng ta có thể làm lại, chúng ta để ra ngoài này đó, và chúng ta sẽ sửa sau cái này. Và ở đây giáo viên sẽ làm cái việc là gì, là sẽ sinh ra một cái dãy gồm có năm cái số là ngẫu nhiên lấy từ 1 đến 10 nhưng mà là phải khác nhau từng đôi một, thì năm cái số này sẽ dùng để sinh ra cái bài kiểm tra cho năm cái con vật đó, được chưa? Đó, thì cái làm như sau này, cái phần này còn khó, chúng ta sẽ phải tạo ra hai cái dãy khác. Đấy, rồi chúng ta cùng nhau làm thử nhé, chúng ta cùng thầy làm này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra thêm hai dãy. Cái dãy này chúng ta để nguyên nhé, vật này. Bây giờ chúng ta tạo ra thêm một cái dãy thứ hai, đặt tên là danh sách KT. Đây là cái dãy này là để gì? Để sinh ra năm nhé, sinh ra năm cái số ngẫu nhiên khác nhau từng đôi một, từ 1 đến 10. Cái này dùng để lấy ra cái này để làm chính là cái danh sách con vật để kiểm tra chúng ta bấm vào đây đó. Cái này chúng ta không cần lập trình, chúng ta không cần, mà chúng ta sẽ tự động chúng ta ẩn đi sách kiểm tra nhé. Và cái sách thứ hai là sẽ đặt tên là tem. Cái này là cái bộ dữ liệu này là dùng để thuần túy chỉ là cái là bộ dữ liệu là gì, trung gian đó. Thì như vậy là gì? Chúng ta sẽ sử dụng hai cái dãy tạo ra mới đây này. Một là sách kiểm tra, hay là tem. Các bạn chú ý đây là cái thuật này sẽ dùng cho rất dùng những chỗ khác nữa chứ không phải đây nhé. Chúng ta có sách gốc là cái này, là gồm có 10 người con vật đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra đây này, cái dãy này là dùng để... Thầy đang làm gì đấy thầy? Cái gì cơ? Thầy đang định làm gì đấy? Đã nói đấy không nghe à? Thầy đang muốn tạo ra gì? Tạo ra một cái dãy 5 cái số ngẫu nhiên các con vật, lấy từ 10 con vật mà nó phải khác nhau từng đôi một. Đấy, cái khó là chỗ đấy.
cái là nói là nó để trùng nhau, nó trùng nhau như vậy thì nó không hay. Bây giờ thầy muốn là gì, cái bài kiểm tra của thầy là giáo viên sẽ phải lấy ra 5 con, mà 5 con này là phải lấy ra là khác nhau từng đối một, thì mỗi lần như vậy phải sinh ra cái bộ dữ liệu đó, phải sinh ra, được chưa? Thì bộ dữ liệu đó lưu ở trong 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 cái dãy này, và dãy này là dãy phụ. Như vậy ở đây thì giáo viên mà khi bắt đầu chơi, giáo viên khi bắt đầu vào chơi, giáo viên sẽ phải bắt đầu vào trình, giáo viên sẽ phải phải tự động sinh cái bộ này, được chưa? Thì chúng ta sẽ vào cái block, chúng ta sẽ tạo ra được một cái thủ tục đặt tên là sinh dữ liệu. Sinh dữ liệu, được chưa? Cái thủ tục này là giáo viên sẽ là người làm, giáo viên sẽ là cái người mà tạo ra cái thủ tục này. Thế này, đây nhé, này, cho đây điểm vào đây. Thế như vậy là cái thủ tục này là dùng để sinh tự động dữ liệu, để đổ vào hai cái này. Đấy, cái này là chỗ đối với con là khó, nhưng mà thầy sẽ làm cẩn thận cho con xem nhé. Như vậy là cái thủ tục này, sinh dữ liệu này là để sinh ra một cái bộ 5 cái số ngẫu nhiên khác nhau từng đôi một. Cho ta chú ý cái từ khác nhau từng đôi một nhé. Ngẫu nhiên này, khác nhau từng đôi một trong cái số từ 1 đến 10. Được chưa? Thì cái làm như sau, chúng ta sẽ đây, các bạn nhìn thấy làm, mà chúng ta sẽ làm. Đây, chúng ta sẽ làm ở đây này, ở đây chính là cái thủ tục để sinh ra một dữ liệu đó nhé. Thủ tục này để mà tạo ra hai cái này. Rồi, thì bây giờ làm như sau này, đây ẩn đấy nhé, bây giờ làm cái này. Đây. Thì đầu tiên là ta sẽ phải gì? Dùng cái lệnh là delete để xóa này. Xóa cái gì? Đừng phải xóa vật, xóa cái này tự tạo ra mà. Đây, đầu tiên là xóa hai cái dữ liệu mà ta muốn lại đi. Một đây chọn là tem. À. Cái tem là phụ được, cái tem là gì? Cái tem này để lưu cái số từ 1 đến 10. Tem này. Rồi, bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ bổ sung vào đây nhé. Đây, các bạn chú ý nhé. Cái tem là cái dãy phụ dùng để ngay bây giờ chúng ta sẽ bổ sung cái số từ 1 đến 10. Vào cái tem này, đây chúng ta dùng lệnh này, chúng ta sẽ tạo ra một cái biến phụ nữa, gọi là biến k, là cái biến chạy nhé, chạy đây. Đấy. Được rồi, làm như sau này. Này các bạn chú ý nhé, đây này chúng ta sẽ làm như sau này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đặt k bằng 1, sau đó chúng ta sẽ lập bao nhiêu, lập theo cái chiều dài của dãy danh sách con vật. Đây chúng ta dùng lệnh này, dùng lệnh là length này, lập theo chiều dài của dãy của con vật, tức là hay chúng ta đã có 10 con thì ta lập là 10 lần. Thì đưa cái số từ 1 đến 10 vào trong cái tem này nhé. Đây, dùng này chúng ta dùng lệnh add bổ sung vào cái tem này. Bổ sung cái gì? Bổ sung cái số k. Đây, bổ sung k vào tem và sau đó tăng k lên 1 đơn vị. Ta dùng lệnh trên k bằng 1. Đó, k bằng 1 nhé. Lập theo chiều dài của dãy các con vật này là có 10 con này, và bổ sung k vào tem, tăng k lên 1 đơn vị, lọc ra trong 10 lần. Thì sau lệnh này thì tem sẽ lưu trữ các số từ 1 đến 10. Đó. Và bây giờ từ tem chúng ta sẽ bổ sung số vào dãy này, sách kiểm tra này. Đấy, chỗ này là khó nhé, để các bạn cùng thầy làm này. Rồi, chúng ta sẽ lập là 5 lần để làm chuyện đó. Chúng ta cứ muốn là cái dãy này là 5 lần mà. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ dùng lệnh là lập 5 lần. Ở chỗ này là chúng ta sẽ bổ sung dữ liệu vào cái dãy là danh sách kiểm tra, là chính là con vật đấy mà chúng ta muốn lấy ra để kiểm tra. Phần này là phần khó đấy, chúng ta chú ý nhé, các bạn chú ý để cùng nhau làm này. 5 lần này thì một lần như vậy chúng ta làm như nào? Đây, chúng ta sẽ làm như sau là chúng ta sẽ lấy ngẫu nhiên
chúng ta sẽ chỗ này đúng đúng các bạn này có chúng ta set k nhé, set k là ngẫu nhiên từ 1 đến chiều dài của length. Ta để xuống sâu dưới đây nhé, chúng ta sẽ lập trình đây cho dễ nhìn nhé. Đây. Length của tem. Đây. Ta để tạo vào đây đấy, chúng ta dễ nhìn, đây dễ nhìn nhé. Đây. Lập 5 lần này. Cái làm như sau là chúng ta sẽ lần lượt, chúng ta lấy k là ngẫu nhiên, một cái chỉ số ngẫu nhiên của cái dãy của dãy tem. Vậy là tem là gì? Tem là cái dãy gồm có là từ 1 đến 10 rồi. Chúng ta lấy ra và phần phần thưởng ngẫu nhiên, sau đó là bổ sung k này vào cái bảng này, kiểm tra này, chúng ta dùng lệnh add này là ngoài add vào đây mà chúng ta add thì add nó vào cái sách kiểm tra. Đấy. Bổ sung cái gì? Bổ sung cái k. Đấy. Ta lấy k đây là ngẫu nhiên từ 1 đến tem ở đây mà chúng ta bổ sung vào sách kiểm tra. Sau chúng ta xóa phần thưởng này đi của tem. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng delete, xóa. Xóa của tem thôi nhé, của tem. Đấy, chúng ta vào đây. Chúng ta xóa cái phần tử thức K đi. Để làm gì? Xóa đi để mà lần sau lấy ngẫu nhiên ấy, thì nó không lấy số số này nữa. Thì bảo đảm rằng là cái 5 phần tử, 5 số của trong dãy này này. Bỏ đây này, là nó phải khác nhau từng đến một. Chúng ta cần phải lấy ra là 5 số khác nhau từng đến một trong số tổng số là 10 số 1 đến 10. Thì nhớ lại những cái đoạn này này, cái đoạn này là cái đoạn là đoạn này là cái đoạn là gì, là nhập vào cái bảng cái dãy tem các số từ 1 đến 10 hay từ 1 đến độ dài của các con vật. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt lấy ra từ tem này đưa vào sách kiểm tra. Lấy ra đâu ta xóa thế đó thì bảo đảm rằng khi quay lại lặp lại thì nó không trùng nhau nữa. Đây chính là cái lệnh là gì? Là tạo ra 5 số khác nhau từng với một, từ 1 đến 10. Đó, cái lệnh này là ý nghĩa. Được chưa? Thì đây chính là cái phần rất quan trọng, phần này phần rất là khó đối với các bạn đấy. Nhưng mà các bạn là thì đấy, các bạn nhớ để cho ra nhiều lần chúng ta sẽ làm mãi mãi sau này. Vì trong chương trình của chúng ta, trong tất cả các chương trình mà để học tập ấy, trong chương trình nói chuyện cũng vậy, nó phải có tính ngẫu nhiên thì nó mới hay. Đó. Chứ không thể nào mà chúng ta cứ kiểm tra là cứ một lần là con mèo, hai là con chó, ba là con sư tử thì không được. Nó phải rất là ngẫu nhiên và nó phải khác nhau từng nơi một thì nó có ý nghĩa. Được rồi. Nhưng mà đây chính là cái lệnh là tạo ra cái sự ngẫu nhiên đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay vào đây nhé. Chúng ta bắt đầu xử lý lại cái này nhé. Cái này sẽ cất ra một chỗ. Rồi, chúng ta đi vào đây. Rồi. Cái bài kiểm tra này là như sau. Chúng ta không cần lấy cái này nữa mà chúng ta làm như sau. Đây, chúng ta làm như thế này. Chúng ta sẽ lần lượt lấy các cái con vật theo thứ tự của gì? Theo thứ tự của cái bảng là của cái bảng là danh sách kiểm tra này. Được chưa? Rồi chúng ta làm như sau này. Chúng ta tạm thời để cái này ra nhé. Để ra ngoài nhé. Bây giờ thầy không là cái này không cần nữa này. Thầy bỏ cái này ra này. Và thầy đây sẽ để cái này là đầu tiên, để cái này là một trước này, là một nhé. Rồi sau đó thì thầy làm như sau, một nhé, bắt đầu lấy ra phân tử từ một đến đấy, sau đó chúng ta sẽ làm như sau. Đây chúng ta lại đưa cái này vào đây nhé, hiện đi. Khi mà làm xong hết cái phần này thì chúng ta sẽ change cái STT này lên một đơn vị, ta cho gì này. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ lập ở chỗ này là lập đi nhá. Lập 5 lần. Đấy, nhưng chỗ này lên phải sửa lại một tí nhé. Rồi. 5 lần này. Và broadcast là hiện đi này. Hiện đi là như thế nào, hơi khó một tí, hiện đi nhé này. Hiện đi thì chỗ này nó không phải là cái này nữa. Ta phải bỏ cái này ra. Và hiện cái gì? Hiện là cái số tự của cái dãy kia cơ. Chúng ta phải làm cái này. Chúng ta phải đưa vào đây.
hơi khó đấy. Đây ai tầm nhá, ai tầm của cái danh sách kiểm tra này, chúng ta đưa cái này vào đây. Đấy. Đấy. Hiện cái này kìa, hiện cái trang phục của cái này kìa. Đấy. Nhé, thế bây giờ chúng ta mới quay lại cái bên này, hơi khó một tí nhé. Đây ở chỗ này này, nó không phải là cái này mà nó phải khác, không phải cái này mà nó thay cái này mà bằng cái này, thay cái này này bằng cái này chúng ta phải thay một tí thôi. Đây chúng ta phải thay cái này bằng cái STT này. Đấy, thay cái này bằng cái này, chúng ta bỏ cái này ra, ta bỏ cái này ra và chúng ta sẽ đưa cái này vào đây, hơi dài một tí nhé. Đây đưa cái này vào đây, hơi khó một tí. Đấy, còn tất cả cái này giữ nguyên, không thay đổi gì cả. Đấy, giữ nguyên nhé. Đấy, giữ nguyên cái này để ở đây để cho nó dễ nhìn. Rồi chạy thử đây, các bạn cầm trà sau cho thầy thử. Thầy kéo xuống thử. Thầy kéo xuống đi. Còn cánh cam, thầy kiểm tra đã xong đúng rồi, thì còn cánh cam này. Cam này. Em giỏi quá. Đấy, đúng rồi. Còn thứ hai này, nó sẽ khác nhau từ đây một này. Con chó này, đây thêm một chút thì kiểm tra đã. Em giỏi quá. Rồi, đúng rồi. Nào, đây rồi. Để các bạn làm đi nhá. Thầy ơi. Ơi. Đây. Thầy kéo xuống đi. Đây nhá, đây này. Thôi, cho nhỏ một tí nhá, này nhìn thấy nhá. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy. Thầy ơi, cho em nhìn một tí bởi vì lúc nãy em bị thoát ra. Gì cơ? Lúc nãy em bị thoát ra, cho em nhìn một tí. Nhìn ở đâu? Ở đây nhá, đây. Lại. Đấy. Nhìn người ta rõ chưa nào? Hay thầy để cái này xuống dưới cho nhìn dễ nhé. Thầy để cái này xuống đây cho dễ nhìn này. Đó. Đấy. Nhìn rõ chưa? Nó hơi dài, nó hơi vướng nhỉ? Nó hơi vướng quá. Nhìn chưa rõ thầy. Nhìn có rõ không? Em nhìn chưa rõ. Bị vướng quá, bị vướng cái này quá. Thầy ơi, thầy để dịch xong một tí đi. Dịch xong bên kia. Đấy. Nhìn rõ không? Rõ. Đấy, chúng ta làm đi nào. Đấy, chúng ta sửa một tí. Từ đây khó đấy nhá. Đây chúng ta sửa lại này đúng hoàn toàn rồi. Đây là chúng ta làm bài số 2 này, là bài đã hoàn chỉnh, hoàn toàn chính xác. Giáo viên đã sinh ra cái bộ dữ liệu để kiểm tra là 5 bài, là 5 con là khác nhau hoàn toàn, không bị trùng nhau, và nó lại ngẫu nhiên nữa. Cái bài này mới được 10 điểm nhé. Bài này là ghi lại là cái bài tìm hiểu động vật nhé, nhưng mà là bài số 2 là bài đầy đủ, bài số 2 nhé, bài số 2, đầy đủ, đấy. Thầy ơi, xong vào scratch để lưu vào cái nhóm của thầy ạ. Ừ, đúng rồi, chúng ta lưu lại và ta đưa lên nhóm nhé. Thầy ơi, bài này là tìm hiểu không còn đầy đủ hả thầy? Đúng rồi đấy. Bài này là bài hay nhất, mà khó nhất chúng ta phải nhớ nhé. Vâng, thầy ơi, em vào nó để bạn sửa thế nào, chính xác nào. Của em thêm cả điểm vào rồi. Càng tốt nhá, cho điểm vào. Thầy, thầy có thể up bài này lên nhóm Squad không ạ? Đúng thế, đưa lên trên nhóm nhé. Sao vậy?
cái này là đầy đủ rồi, tên là đầy đủ đó. Ừ. Chưa thấy. Kết thúc rồi đấy, bây giờ chúng ta các bạn làm nốt đi nào. Bây giờ ta kết thúc thôi nhá. Bài này là bài khó mà. Các bạn có hiểu bài này nhá. Kết thúc bài học chưa thấy. Chưa, cứ làm đi. Con làm rồi. Thấy thu nhỏ lại để cho chậm xém một. Làm sao cơ? Thu nhỏ lại. Thu nhỏ nữa à? Bé quá không? Dạ thôi. Không bé được. Đấy, nhìn lại này, nhìn cả nơi nhỏ một tí nhé. Sau đó chúng ta sẽ đưa lên mạng nhé, thì thầy sẽ đưa lên mạng cho thủ đưa lên mạng luôn nhé này. Em đỡ khó rồi thầy. Ừ. Đã đưa lên mạng của thầy nhá. Sai gì này. Nào đưa lên mạng nha. Hai bài rất quan trọng, hai bài này rất quan trọng luôn. Một đây. Thầy ơi, em không được bài ạ. Không gì. Không đi được bài nha, có lý nhỉ? Studio. Wow.
đầy đủ nhá. S em xong rồi sai. Ờ đấy. Chơi đúng hay sai nhá. Kết thúc rồi, kết thúc rồi đấy. Kiểm tra lại xem đúng hay sai nào. Bây giờ chơi mà có to chơi thử cho hay không nhất đây này. Chơi thử nào, bắt đầu này. Bắt đầu. Có thể có sẽ gọi là voi đúng nhá, gọi voi đúng này. Em giỏi quá. Đấy. Con cánh cam vẫn đúng. Con cánh cam vẫn đúng. Em giỏi quá. Rồi. Con mèo. Em giỏi quá. Con cua. Em giỏi quá. Con ong. Em giỏi quá. Đấy. Xong, kết thúc. Rồi. Xong chưa? Cho chúng ta nghỉ nhé. Các bạn còn nào hỏi gì nữa không? Em sắp rồi thầy. Ừ. Các bạn ai chưa hiểu thì lên mạng xem cái bài của thầy đưa lên mạng rồi nhé. Để chúng ta có thể xong lại từng bài từng ý một nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chào các bạn nhé. Chào cháu nhé. Thầy ơi. Ơi. Em chào thầy. Gì cơ? Hỏi gì nào? Wow. Kết thúc bài học rồi mà. Ừ, hôm nay làm hai bài đó thôi nhé. Thầy. Ơi. Em để cái nếu mà nó sai mình làm lại được không mọi người? Thì phải lập trình lại. Được chứ? Thế các bạn có thể mở rộng thay nên là nếu sai phải làm lại cũng được, nhưng phải lập trình thôi. Được chưa? Làm được hết mình kịch bản như thế nào là làm được hết, tùy mình mà. Bài này là nếu mà sai thì bỏ qua làm tiếp sau câu hỏi sau, nhưng mà chúng ta có thể lập trình lại gì? Nếu sai thì làm lại. Nếu làm lại mà đúng ấy thì không được 2 điểm mà chỉ được 1 điểm thôi, ví dụ như vậy. Được, nhưng mà chỉ được phép làm lại một lần thôi cũng được. Hay là bạn nói lại thứ hai cũng được, tùy. Tất cả là do kịch bản của mình. Kịch bản của mình như thế nào thì nó sẽ ra như vậy. Mình phải lập trình theo đúng kịch bản. Được chưa? Chúng ta nghỉ nhá, ở đây nhá. Vâng ạ. Em chào thầy. Chào các bạn. Chào.